mỗi ngày. Sake chiên giòn hai vị, giòn tan, nhâm nhi là ghiền. Mến chào các bạn khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đối với sake là một giống cây dễ trồng và trồng được rất nhiều ở những vùng miền Tây sông nước. Hầu như là trong sân nhà ai sẽ cũng có một cái gốc sake hết. Trái sake ngoài cái việc mà chúng ta chế biến món ăn nè, thì về phần lá lại có cái công dụng nấu nước để thay trà uống nữa đó Sinh. Đúng rồi. Thế thì với món ăn ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu liền ha. Đối với sake thì chúng ta sẽ gọt dưới vòi nước để cho cái mũ trong sake không phải dính tay. Gọt bỏ vỏ, cắt miếng vừa ăn. Đây, chúng ta sẽ bỏ đi cái phần cùi này, dày khoảng 1 cm. Thường thường thì sẽ cung cấp cái lượng tinh bột. Tuy nhiên ở trong sake có chứa rất nhiều vitamin C và chất omega 3. Chúng ta sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối nha. Thì chúng ta sẽ trộn đều cái phần này. Phương chuẩn bị dùng xin một cái chảo để mình chiên ngập dầu nha. Có ngay. Và bây giờ xin sẽ sử dụng 1 muỗng canh gia vị nêm sẵn Aziwit bột chiên giòn khô cho vào cái phần sake này. Dùng phần gia vị nêm sẵn Aziwit bột chiên giòn còn lại cho thêm 140ml nước vào nữa. Xin sẽ nhờ Minh Phương khuấy đều cái hỗn hợp này. Còn một nguyên liệu nữa, sẽ sử dụng một cái túi. Chúng ta sẽ cho bánh phồng tôm vào, sẽ bóp nhuyễn ra. Hoặc nếu mà nhà chúng ta có cái đồ lăn bột này nè, chúng ta làm nó sẽ rất là nhanh và tiện lợi hơn, chỉ cần 2-3 cái thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho vào cái hỗn hợp bột. Trộn đều thêm một lần nữa. Các bạn lưu ý chúng ta trộn bánh phồng tôm cán nhuyễn để tăng độ giòn cũng như độ thơm của bột nha. Chúng ta còn thêm 3 muỗng nước lọc nữa nha. À, tại vì có thêm cái phần bánh phồng tôm giã nhuyễn đúng không? Đúng rồi. Rồi. Đây, hòa đều lại một lần nữa. Rồi, chúng ta sẽ xóc cái phần sake, muối nè, bột khô đều lên một lần nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cầm một cái tô lên, nhúng từng miếng vào. Rồi Minh Phương sẽ gấp ra, bỏ vào chảo dầu nha. Còn bữa nay làm có 2 vị nha. Khi mà cái miếng sake chúng ta vàng đẹp như vậy, vớt làm Phương sẽ trộn cái phần sake vừa chiên còn nóng hổi với bột phô mai để phô mai bám đều hết cái phần sake chiên. Sau khi chiên, chúng ta xóc với bột phô mai ngay lập tức để món ăn được thơm ngon và đẹp mắt nha. Xin sẽ tiến hành hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta pha cái sốt đặc biệt ngày hôm nay nha. Đầu tiên chúng ta sẽ có 1 muỗng canh tương ớt ạ. Và tiếp theo thì xin sẽ có 3 muỗng canh sốt mayonnaise aji mayo vị nguyên bản nha. Và chúng ta sẽ trộn đều hỗn hợp này lên. Chúng ta có những bạn nhỏ không ăn được cay thì chúng ta có thể thay thế tương ớt bằng tương cà chua cũng được đó các bạn. Đầu tiên thì chúng ta phải có một chén sốt thật là hấp dẫn đúng không nào. Đây có sake chiên vị phô mai mà nhà nào cũng thích. Phần còn lại là sake chúng ta chiên nguyên bản. Món ăn đã hoàn thành rồi, chúng ta nên kết hợp với trà sữa hạt é xương sâm nha. Sake bên ngoài giòn tan, béo béo vị phô mai, bên trong dẻo mềm bí ẩn, càng hấp dẫn khi chấm cùng sốt đã pha chua nhẹ cay cay